Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì tiếp tục là một cái video review cái shop của mình nha các bạn. Đó. Thì sau một thời gian mình không có review cái shop thì nói chung là kỳ này mình hàng về hàng khá là đầy đủ nha các bạn. Đó, mình để những mẫu lồng ở đây để mà nói chung là để bán cho những bạn ở gần đây nha. Rồi, và đặc biệt là shop của mình thì mình có nâng cấp kệ lên nè, để mình làm chắc chắn hơn và rộng hơn một tí nha các bạn. Đây. Đó, mình bắt những cái chốt như thế này nó sẽ chắc chắn hơn nha. Đó. Rồi, thì đồ thì nó cũng mới về cũng khá là đầy đủ mà các bạn. Đây, veo, vòng chạy, lồng, đồ, nói chung là tất cả đầy đủ hết. Thức ăn, lót chuồng, đồ thì đều có đủ nha. Đấy, những bạn nào cần mua hàng rồi đó thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ review lồng trước nha các bạn. Lồng thì nói chung là cũng những mẫu lồng cơ bản như là ngũ sắc nè. Đấy, ngũ sắc thì nó có chén ăn, bình nước. Rồi, thì cái mẫu này thì nó quá quen thuộc với đối với các bạn rồi đúng không? Đó. Rồi, hai mẫu ngũ sắc thì nó còn màu xanh nữa nha. Tí mình lên kho mình review cho các bạn. Còn cái này là mẫu lồng hai ngăn nè. Hai ngăn thì nó có hai combo. Rồi, mẫu lồng hoàng tử loại chung nha các bạn. Cái mẫu này thì các bạn nuôi một bé thôi nha. Nuôi hai bé khá chật nhà thì có thể tháo ra như thế này cho các bạn dễ dàng vệ sinh luôn. Rồi. Ok chưa? À, cái bên là mẫu lồng hoàng tử loại lớn nhưng mà cái đế trong nha. Đế trong với lại đế màu thì nó cũng cùng một giá nha các bạn. Còn bên này là lồng nắp kính, nắp trong suốt. Phía trên nó có một cái nắp trong các bạn. Các bạn có thể tháo luôn để mình lấy xuống và review cho các bạn xem nha. Rồi, và đây là cái mẫu lồng nắp trong nha các bạn. Cái mẫu này thì nói chung là loại vừa thôi. Nó còn một size loại lớn nữa. Phía trên thì nó có một cái nắp trong như thế này. Bạn có thể tháo ra để mà vệ sinh được cũng khá là dễ dàng. Thì bên này là có mẫu lồng hoàng tử loại lớn luôn nhưng mà màu xanh chuối nha các bạn. Đó. Rồi mẫu lồng mini thì nói chung là để tách thôi nha, chứ bạn nuôi lâu dài thì không tốt lắm. Mẫu lồng đại full phụ kiện nè. Rồi mẫu lồng bơm, mẫu lồng đại không có phụ kiện mình vẫn còn luôn nha. Để một tí nữa mình để cảnh lên mà cho các bạn xem luôn. Đây, mẫu lồng vòm thì cũng full phụ kiện luôn. Rồi, cái tầng đầu tiên là phần lồng nha các bạn. Tầng tiếp theo là chén ăn nè. Chén ăn thì chúng ta sẽ còn chén ăn nhựa. Đây, chén ăn nhựa màu, chén ăn sứ, chén ăn ếch. Đó, chén ăn sứ thì có chén ăn màu và chén ăn ếch. Và một số mẫu nhà như là nhà gấu dẹp nè. Rồi nhà ếch nè, nhà ếch thì size to nha. Với lại nhà gấu size to luôn. Hai cái mẫu này thì các bạn có thể cho con bia nó ở luôn cũng được. Đó, rồi nhà tổ ong. Đây, cũng bằng sứ luôn nha các bạn. Nhà tổ ong. Đó. Rồi đế bình nước thì kỳ này giá nó rất là rẻ nha các bạn. Chỉ có hình như là 16 hay 17 ngàn một cái như thế thôi nha các bạn. Đó. Một cái đế bằng nhựa như thế này. Đấy. Thì các bạn có thể để được cả bình 125ml thì nó cũng ok nha. Các bạn đổ nước vào nữa thì nó nặng thì hamster nó sẽ khá là khó lật luôn. Đối với những bạn nào mà xài lồng kính rồi đó thì các bạn có thể mua cái đế này và để lên thì nó sẽ khá là đẹp. Rồi bên này thì có nhà tắm nè. Đây là cái bồn tắm nha các bạn. Mình nói nhầm. Đây là bồn tắm nha. Bồn tắm thì 30 ngàn một cái nha. Đó, bồn tắm. Khá là thoải mái cho mấy con chuột vào luôn nha. Bồn tơ bia thì mình nghĩ là tắm được luôn. Bên này là nhà tắm có cửa tự động. Đó, cái mẫu này thì sẽ giúp cho cát nó văng ra ngoài sẽ ít hơn nha các bạn. Ít hơn cái mẫu nhà tắm thường. Đó, thì hamster chui ra chui vào thì cái cửa nó tự động mở vậy thôi. Rồi nhà tắm nhỏ, nhà tắm lớn đều có đủ nha. Rồi bên này thì nhà tay mèo nè. Mẫu lắp ghép nha. Cầu thang đồ cho nó leo lên leo xuống chơi nè. Để size nhỏ size lớn đều có đủ hết luôn. Cho những bạn nào mà lồng lớn á, thì các bạn có thể mua size lớn nha. Rồi queo cho mấy bà bia nè. Queo cho mấy con chuột nhỏ banh chạy đều có đủ hết. Đĩa bay đồ thì nói chung là cũng khá là ít bạn xài cho nên mình không có lấy về. Bên giá rẻ vẫn còn luôn. Đồ chơi gỗ thì nói chung là rất là ít nha các bạn. Còn vài cái nhà thôi. Vì gì bộ đồ chơi gỗ nhất là nó hiếm các bạn. Bên này thì mình có cái mẫu queo gắn lồng. Thì cái loại này thì nó chạy khá là im nha. Với lại mình thấy độ bền nó khá là cao luôn. Giá của nó thì chắc chắn sẽ cao hơn những loại queo thường nha các bạn. Rồi. Và tiếp theo thì xuống phần này thì có về nhà trứng khủng long đó, hoặc là trứng đà điểu đó. Thì nó có 2-3 tên lận. Thì kỳ này mình về thêm vài trứng nè. Giá thì cũng khá là ok, 58 ngàn một quả, khá là to. Các bạn nào nuôi nhím thì mình nghĩ là những bé nhím gì vừa thì có thể chui vào ở được. Rồi, mày răng dây, mày răng viên thì đồng giá 12 ngàn nha các bạn.
Đó, đều là san hô hết luôn nha. Chổi nè, chổi nhỏ nè, chổi lớn nè. Đây, bộ chổi lớn nè. Chổi nhỏ dành cho những bạn nào mà nuôi lòng nhỏ nha. Rồi, khử mùi vẫn còn nha, vẫn còn trên kho rất là nhiều. Một tí nữa mình lên kho review cho bạn xem luôn. Bình nước ở đây thì mình có loại bình 500ml dành cho những bạn nào mà nuôi thỏ rồi đó. Thì các bạn có thể mua loại này, nuôi thỏ, nuôi bọ hoặc là những con bé mà lớn lớn một tí nha. Còn đối với bia thì mình nghĩ là nó uống cũng khá cũng được các bạn, nhưng mà nó cái đầu bi nó hơi khó cho nó uống một tí. Đó. Bên trong này thì còn bình 80ml nè, bình bi loại tốt nha. Bình bi thì mình bán đều là loại tốt hết. Tại vì cái loại tốt này thì cái tỷ lệ mà nó bị rỉ nước khá là thấp luôn. Bình chân không nè, bình chân không thì rỉ nước cũng khá là thấp luôn nha các bạn. Đó. Rồi bên này là phần thức ăn giảm thì có sâu nè, sâu lớn nè các bạn. Và sâu nhỏ. Sâu thì nói chung mình để trong hũ các bạn, tại vì sâu nó dễ bị kiến á, cho nên là để trong hũ thôi là nó bị kiến cắn mấy cái bọc hết. Rồi về thức ăn dặm thì có bánh xương hướng dương nè, bánh xương nè. Ở bánh xương có khá là nhiều bạn hỏi đó các bạn, cho nên là mình lấy về luôn. Giá là đều 10.000 một bịch hết. Và cành tre. Cành tre này thì để cho mấy chuột nó cạp thôi các bạn, nó cạp nó mài răng rồi đó. Đó, mình có để cho mấy con chuột ở nhà mình thử thì nó cũng khá là thích cạp luôn các bạn. Rồi cá sợi nha. Cua sợi thì hết rồi, kỳ này thì nó về cá sợi rất là nhiều. Đó. Rồi bánh trứng gà, đó, snack bánh trứng gà để cho mấy con chuột ăn dặm thôi. Thì đồng giá là 10.000 hết nha. Rồi yến mạch nè các bạn. Đây, yến mạch, một bịch 10.000, bịch này khá là to luôn các bạn. Để mình cân thử coi là nó bao nhiêu gram nha. Bịch này thì nó khoảng là 150g nha các bạn. Đó, khoảng 150g một bịch như thế này. Đấy, 140 mấy gần 150g đó các bạn. Đó, khá là nhiều luôn nha. Có thể là mình bạn nhìn qua cái máy ảnh thì nó qua cái điện thoại thì nó khá là nhỏ, nhưng mà về đổ cho nó ăn là rất là nhiều luôn á. Rồi bên này thì có hướng dương mình review rồi, và trái cây sấy, cây chùm, rồi rau củ mài răng xanh nè. Cái này đúng loại là mài răng luôn, nhưng mà nó vẫn cung cấp dinh dưỡng cho hamster thêm nha. Rồi. Rồi bên này thì mình sẽ có sâu. Sâu thì mình vào thêm loại bịch 60g này, 29.000 một bịch, cho những bạn nào mà muốn cho mấy con chuột ăn sâu nhiều á thì có thể mua thêm cái loại bịch lớn này nha. Đấy, một bịch như vậy là 60g khá là nhiều luôn á. Rồi bịch cơm gạo siêu to khổng lồ nè, 120g mà chỉ có 10.000 thôi. Đó, 120g là các bạn đổ một cái là gần đầy cái hũ thức ăn của bạn luôn á. Đó, các bạn nè, con chuột các bạn nào mà thích ăn cơm gạo á thì có thể mua loại này. Hoặc là các bạn có thể mua để dành cho mấy con chuột nhỏ nó ăn. Bên trong này thì có bông sen. Đấy. Rồi bên này thì vẫn là những mẫu thức ăn đó thôi. Đây. Ở kỳ này thì mình có về thêm cái loại giấy này nha, giấy carry này các bạn. Đó. Thì cái giấy này á, kỳ này mình về khá là ít, mình về thử có 1-2 cây thôi. Cho nên là giá nó 20.000 một bịch như thế mà nó 70g thôi. Thì kỳ tới mà nếu như được thì mình sẽ lấy về nhiều hơn và giá nó sẽ vẫn 20.000. Nhưng mà cái khoảng một bịch như thế là khoảng 100g nha. Đó. Và kỳ này thì nói chung là một bịch như thế thì nó khoảng 70g thôi nha các bạn. Đấy, các bạn nào xài thì có thể mua loại này cho nó xài. Đó, giấy này thì nó nhập từ Mỹ về cho nên là giá nó sẽ khá là cao hơn là những loại lót chuồng khác nha. Đấy. Rồi thức ăn bên này thì còn bánh nè, bánh review rồi nè, và mè đen. Đó, mè đen một bịch 10.000 dành cho những bạn nào muốn lông hơn tơ mượt hơn nha. Rồi bông nè, bông cúc, bông sen này nè. Đấy. Rồi kỹ tử nha, kỹ tử vẫn còn luôn cho những bạn nào muốn cho nó ăn kiêng kỹ tử. Và bánh ngũ sắc, đây bánh ngũ sắc. Rồi bên này thì là cơm trứng đó các bạn. Đây, cơm trứng cũng 10.000 một bịch luôn. Đó, mình nói chung là mình bán thức ăn dặm thì đều 10.000 để cho các bạn dễ lựa, với lại mình báo giá rồi thì nó cũng dễ hơn nha. Rồi bên này là ở phía dưới cái thùng này thì là cắt tấm thôi. Rồi, và bây giờ mình review ngăn cuối cùng nha các bạn. Thức ăn dặm thì chỉ có những món này, đâu đó là khoảng mười mấy món đó các bạn. Rồi thức ăn hàng ngày thì các bạn đã biết rồi, cái bịch thức ăn huyền thoại là 28.000 một bịch nửa ký. Đó, thức ăn loại 1 nè. Đó, 28.000 một bịch nửa ký nha. Rồi bên này là thức ăn loại 2, bên này thì 25.000 một bịch 500g, cũng nửa ký luôn. Thì cái loại 2 này mình thấy là nó có mấy cái hộp mà đậu rồi lớn lớn khá là nhiều á, dành cho những con chuột nào mà nó thích ăn những hạt bự các bạn có thể mua cho nó ăn. Đó, hai loại. Ở bên này là mùng cưa nén. Mùng cưa nén thì các bạn đều biết rồi, mùng cưa quốc dân luôn các bạn. Bạn nào nuôi hamster đều có xài hết đúng không? Thì bên này thì chúng ta sẽ có các tấm nè, các tấm thơm. Cái tấm thơm thì kỳ này mình về cũng khá là nhiều. Đó, một bịch như thế là 1 ký nha. Đó, có hương táo, hoa hồng, rồi trà xanh, đồ các thứ các kiểu. Đấy. Ở bên này các sang thì kỳ này nó về màu xanh ngọc như thế này các bạn, và màu xám nha. Màu xanh ngọc, màu xám. Thì một bịch vẫn là 1 ký luôn. Đó. Loại viên này thì nói chung là chưa phải là viên nhiễm nhất nha. Kỳ tới mình sẽ về thêm cái loại nhiễm nữa để cho những bạn nào thích xài loại nhiễm thì xài nha. Bên này thì sẽ có cá Ấn Độ đây, một bịch 1 ký 25.000. Cá Ấn Độ thì mình thấy nó cái hạt cát nó nhuyễn hơn cát bút đi trắng nha các bạn. Cát bút đi trắng vẫn còn. Bên kia thì mình để mùng cưa thơm. Đây mùng cưa thơm thì nó mới về đây nè. Đấy, rất là nhiều mùng cưa thơm nha. Bên này thì mùng cưa thơm với lại mùng cưa nén nó mới về.
mấy bao đây. Đấy. Mùi thơm thì các bạn cũng biết rồi, một bịch nửa ký, cái này thì nó giảm còn 15.000 một bịch nửa ký nha các bạn. Các bạn nào mà lấy 3 bịch thì mình giảm còn 14.000 một bịch cho các bạn. Đó, mùi cưa thơm với mùi cưa nén. Đây. Đấy, mùi cưa thơm thì nói chung là các bạn xài mà các bạn không có xài nhiều quá thì các bạn có thể cột bọc lại và nó vẫn giữ mùi thơm cho các bạn nha. Rồi và đây là cái kệ mình để một vài mẫu lông với lại đồ rồi. Đó, để review cho các bạn với lại là những bạn ở gần ghé qua mua. Rồi, bây giờ mình sẽ lên kho và review cái kho mình cho các bạn xem luôn nha. Rồi và đây là cái kho để mà mình để đồ dự trữ nha, để dành cho bán hàng online rồi đó. Thì dự trữ hàng để mà có bán cho các bạn ở xa rồi đó. Thì trên này là có những cái mẫu lòng nè, cũng như là một vài thức ăn dặm rồi khử môi đâu thì mình để trên này nha. Đồ chơi rồi đó, mình để trên này. Đây. Rồi, đây là cái mẫu lòng, ủa cái mẫu nhà tủ ong nè, nhà lạnh nè, rồi mẫu nhà chua cho bia luôn nè. Đó, mấy mẫu lòng nắp trong mình mới về mình để trên đây bớt nè các bạn. Rồi bên này là đế nè, bình nước và nhà tắm, bồn tắm và banh, banh chạy. Đây, banh chạy 4001 nè, mẫu bằng mica nha. Và mấy nhà ớt nữa các bạn, nhà ớt sứ nè. Đó. Bên này thì sẽ có loại là vòng chạy gắn lồng. Đấy, vòng chạy gắn lồng rất là nhiều trên này. Đó. Loại này thì nói chung là các bạn giá nó sẽ cao hơn những mẫu lồng queo nhựa khác. Nhưng mà các bạn xài thì nó sẽ rất là bền. Đó, vì thế là các bạn nếu như được thì các bạn có thể đầu tư mua loại này cho nó xài luôn. Đây mình lấy ra một cái cho các bạn xem nha. Thì cái mẫu này hiện tại thì nó có chỉ có màu đen thôi nha các bạn. Nó chỉ có màu đen đen trong trong như thế này. Đó, đèn khấu như thế này thôi. Đó, và kèm theo cái bộ phụ kiện để gắn lồng thôi, gắn vào lồng thôi. Ở dưới này là có phần sắt và nắp lưới và phần lồng. Đó, những mẫu lồng như là hoàng tử loại lớn nè, rồi hoàng tử loại chung, chung thì có màu loại trong, nắp trong. Đó. Rồi, và một mẫu lồng quen thuộc là mẫu muốn lồng ngũ sắc các bạn đã biết rồi. Đó. Ở dưới này thì khử mùi nè các bạn, khử mùi rồi chén ăn sứ. Trong cái thùng này là gì ta, để mình khui ra review cho các bạn xem nè. À, bên trong này là cái mẫu nhà lắp ghép đó các bạn, nhà mèo lắp ghép nha, với lại là cầu tuột và cầu thang. Đấy, hai mẫu cầu thang lớn nhỏ đều là lắp ghép hết luôn. Đây, mẫu nhà lắp ghép, mẫu này thì chưa lắp ghép nha. Đấy, mình để dành đây bán online nha các bạn. Rồi bên này thì là những bọc thức ăn dặm nha các bạn. Đây, thức ăn dặm thì chúng ta sẽ có sâu nè, rồi cá nè, rồi cành tre nè, yến mạch nè, đó đầy đủ hết luôn. Và một cái cây siêu to khổng lồ là cây mút nha các bạn. Đó, đây là cái dụng cụ gọi là cái nguyên liệu để mà mình gói hàng cho các bạn nó im nha, để đảm bảo an toàn cho các bạn. Bên này là keo nè. Đấy, keo để bên này. Đấy, keo trong để mà gói hàng cho các bạn đấy. Đó, một cây như thế là như là 2 ký mấy đó các bạn, khoảng đó. Phía trước này thì chúng ta sẽ có mấy cái bao thức ăn nha, với lại mùng cưa rồi thôi, bình thường thôi. Đế nè, rồi hướng dương nè, bao hướng dương siêu to khổng lồ, rồi nắp lòng đại đó các bạn. Ở bên này là mấy bao thức ăn với lại mùng cưa. Rồi, đây là phần thùng giấy để mà mình gói hàng cho các bạn đó. Rồi cúm gạo nè, một bịch siêu to luôn. Bên trong này thì mình còn mấy chiếc queo nhựa nha các bạn. Và đây là cái bình 125ml mình cũng mới về luôn nha, về thêm. Đấy, rất là nhiều màu, hồng, màu xanh, màu tím, màu vàng đều có hết. Đó. Ở nhà tắm nè, size lớn nhỏ đều có hết nha. Rồi và nói chung là đây là cái kho nhỏ nhỏ của mình để mà chất hàng, để mà review hàng cho các bạn. Đó, các bạn nào còn mua hàng thì có thể ghé qua ủng hộ mình, hoặc là liên hệ vào cái trang fanpage của mình đó, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả luôn. Rồi, hoặc là đặt hàng qua Shopee cũng được, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả luôn nha. Đấy, đều tất cả các thông tin rồi đó để mình để dưới phần mô tả hết. Bên trong này có khử mùi nè các bạn. Đây, khử mùi. Bên trong rất là nhiều khử mùi nha. Đấy. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.